Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay lại tiếp tục là một con tô, nhưng hôm nay sẽ không làm ga và sẽ sửa phần lỗi anh em ạ. Đây, hiện tại là đang nháy đèn này. Anh em hãy để ý đèn nó nhấp nháy và anh em bấm một phím bất kỳ nhé và nó dừng nháy đèn này thì là nó sẽ hiện mã lỗi ở đây. H3E anh em này. Đó. Đấy, anh em có thể là lên Google anh em search là H3E. Tủ lạnh Toshiba thì là nó sẽ Google nó sẽ trả cho anh em những cái kết quả là lỗi về phần gì thì anh em có thể là kiểm tra. Con này đời tủ của nó này anh em này, con này đời là 2009 nhé. Mã của nó là GRB 43FS nhé. Con này là 425 lít này, đời 2009 nha anh em nhé. Ga thì là R600A, khối lượng ga là 68 gram. Ok, thì đây là thông số kỹ thuật của con tủ Pala này, Toshiba này nhé anh em nhé. Thì H3E để anh em biết cách kiểm tra thì bây giờ mình sẽ làm luôn. Con này thì nó liên quan về phần cảm biến thì anh em tháo cho mình là hai cái ngăn kéo vào ra và tháo cho mình cái ngăn này ra để kiểm tra cảm biến bên bên trong anh em nhé. Rồi, để sửa được thì anh em phải rút điện ra đó và lôi hết cái ngăn kéo vào đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành rút điện và lôi ngăn kéo ra anh em nhé. Ok anh em nhé. Như vậy là mình đã tháo xong hai ngăn kéo ra. Thì bây giờ anh em phải tháo được những tấm vách ngăn này và tấm mặt này thì mới lôi được cái tấm ở bên trong rồi đây. Thì anh em để ý này, tấm đấy thì anh em không cần phải tháo cái mặt ngang nhé. Anh em tháo ốc bên trong rồi thôi này. Đó, đây, tháo hết ốc bên trong rồi ra nhé. Ok. Cái lẹp này nó có con ốc nó che này. Đây, anh em tháo con ốc này ra và anh em lôi cái tấm này ngang này ra. Còn lôi cả cái bên đá ra nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo hết ốc và tiến hành hướng dẫn anh em cách lôi lôi những cái mặt chắn này ra. Để anh em khi anh em tháo anh em đỡ bị bỡ ngỡ nhé. Bây giờ mình sẽ tháo hết ốc á, trừ những con ốc ở thành này ra thôi. Còn đâu những con ốc là bám vào đây này, bên vách này và ở những cái tấm nhựa này. Anh em tháo hết rồi. Đó. Thì khi nào tháo hết ốc rồi bắt đầu mình sẽ hướng dẫn anh em cách tháo từng vách ra một để anh em biết cách làm. Ok nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ốc đã. Ok anh em này. Sau khi anh em tháo hết ốc rồi nhé, em cậy cái này đây, cậy cái nẹp này ra này. Cái cạnh cạnh này nó có cái cạnh này. Anh em cậy ra. Đó. Cậy ra nó rơi ra như này. Ok. Thì khi ra được cái nẹp này rồi thì chỗ này có hai con ốc này, anh em tháo luôn ra nhé và anh em vỗ nó sang bên đó thì là sẽ lôi được cái tấm giữa này. Rồi bây giờ tiếp tục là đến khay đá này, bên đá nhé, mình sẽ quay cho anh em đến bên đá này. Lôi lần lượt thôi. Bên đá thì chỗ này nó có cái lẫy nhựa, anh em để vào mép này, anh em bẫy ra rơi cái này ra nhé. Đó. Tiếp theo đó là nó có cái dây dắt, anh em bấm nút, anh em rút ra. Nó có nút bấm này, em bấm vào đây là nó sẽ ra này. Tiếp đó là anh em lôi cái viên đá vào lòng nhé, ấn lấy ở trên và lôi ra lại vào lòng là nó rơi ra. Như vậy là mình đã tháo xong xong viên đá. Ok, thì bây giờ mình sẽ cái này nó có điện sở sấy thì mình phải tháo dây điện ở trong cái hộp này ra. Đây, trong này cho mình đang vặn vít nhé, là nó có cái hộp dây điện ở đây, anh em bậy nó ra nhé. Rồi ok, chỗ này quần ốc này vừa nãy nó vướng cái thanh ngang không vặn được này. Quần ốc này thì anh em phải vặn nút ốc ở trên cái này ra rồi mới nhấc được cái mặt này nhé. Bây giờ mình sẽ vặn nút ốc rồi là mình sẽ hướng dẫn anh em luôn cái mặt này ra nhé. Ok anh em này, anh em nhớ là vặn hết ốc tất cả các cạnh nhé. Đây, nó rơi hết rồi đây. Đó, rơi hết ốc rồi đây. Thì bây giờ anh em chỉ cần thò tay xuống dưới này, anh em đẩy lên như này thôi. Và anh em lôi ra là xong. Đây, đẩy lên này. Lôi lên đằng trước này. Và hơi cẩu cái đít lên này. Để cho nó tách ra khỏi cái ống đầu này. Đây, anh em hơi cẩu cái đầu đít lên để cái đầu nó chúi xuống thì là sẽ lôi được cái này ra ngoài. Ok nhé. Như vậy là mình đã tháo xong cái vách ngăn và cái
cái mặt. Như vậy là giờ đã chống chống bên trong cái khoảng không này rồi, thì giờ anh em chỉ cần tháo hết ốc ra và anh em lôi cái này ra ngoài là được. À, bây giờ mình sẽ tiến hành vận ốc này, mình sẽ vặn nốt nhé, vặn nốt ra và lôi ra. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách lôi nhé. Con này nó là cảm biến ở bên trong giàn thì anh em phải lôi được hết cái bộ mặt ra thì mới được. Ok, hiện tại là ở dưới chân này, anh em để ý này, dưới chân này nó có cái lẫy này, anh em bậy cái lẫy lên nhé. Đây, nó có lẫy này, anh em lôi ra khỏi khỏi cái lẫy này. Hai bên đều vậy nhé. Đó. Và trên này cùng một cái này, đây trên là một cái nữa này, anh em cũng tiến hành bậy nó xuống và lôi nó ra. Đó, như vậy là đã gần ra rồi. Bây giờ sau đó là anh em sẽ tiến hành ôm hai tay vào ở dưới chân. Đây, ôm vào hai hai bên này. Anh em lôi ra. Đó. Anh em vừa lôi vừa bậy cái lẫy ra nhé. Cái lẫy này này lại chìm vào đây rồi. Rồi. Vậy là đã lôi ra được rồi đấy. Cái này nó hơi bị chập đấy anh em ạ, nên là anh em phải làm rất là bình tĩnh. Nếu mà nó còn là tủ mà bị bó đá cắm lâu đấy, anh em phải tải hết đá thì mới lôi ra được nhé. Anh em nhớ rút cả rắc rắc cái điện ở đây ra. À, tiếp tục lôi lôi chân trước nhé, con này rất là trơn anh em ạ. Cảm tưởng ra mà chưa ra được. Khả năng cái này nó bị dính keo. Cái này nó dính keo rồi, anh em cho cái chân nó trước nhé, rồi cái chân ra ngoài. Đó. Ok, con này đã làm lại ga rồi anh em ạ. Đây, anh em lôi được ra ngoài rồi, bỏ ra. Tiếp theo là cảm biến nhé, bây giờ mới đến lượt đo cảm biến. Cảm biến bây giờ mình sẽ hạ thấp cái camera xuống nhé. Ok nha, mình đã cho được camera vào trong rồi. Thì cảm biến thì anh em thì để ý cho mình là lỗ H3E này, thì nó liên quan cảm biến ở cái dàn ngăn ngoài này. À, anh em bóc này ra, anh em sẽ kiểm tra cho mình cái đầu jack ở đây. À, đầu jack rất là han này, mình sẽ quay gần một tí nữa này. À, nó sẽ thường thường nó hay bị một là han đầu jack, anh em phải cắt đi anh em hàn trực tiếp vào. Hai nữa là cảm biến nó sai chữ số. Đây là nó như này là khả năng nó đứt ngay. Đây nó rất là xanh luôn này. Xanh chóe luôn này anh em này. Đó, nó xanh như này thì cho nên là cái cảm biến nó đang báo là bị chập hoặc là bị đứt. Đây cái đầu jack này. Cái này mình sẽ cắt luôn cho anh em nhé. Mình sẽ cắt luôn đi, mình hàn luôn nhé. Đầu tiên mình sẽ đo trước cho anh em ấy. Đó. Mình sẽ đo luôn đã, đo 2 giây xem là con nào nó chết không hay là chập không nhé. Đây rất xanh này anh em ạ, xanh lét luôn. Mình sẽ đo cặp đầu tiên này. Đây, đo này không biết các bác nhìn ra đây đâu. Đó, con này còn có 500 ohm đâu, mà trong khi đó là nó là 7k nhé, 7-8k. Tiếp theo này, con này 8k là rất ok rồi. Như vậy là chết dây, chết con cảm biến màu đen, chết con cảm biến màu đen này. Hiện tại là còn có 0,5k nha anh em nhé. Đo lại cho anh em cho chính xác này. À, nó thối đầu jack này, nó hay bị dính cảm biến lắm anh em ạ. 0,5k luôn, 0,056, có nghĩa là tương đương là 600, 565 ohm.
Đấy, còn đây là cặp dê màu vàng này, cặp dê màu vàng là ok này, 8K là ok. Như vậy là mình chỉ cần thay một con cảm biến dây màu đen, thì là nó cái này trong này nó có hai con cảm biến thì là đều là 8K, thì anh em nếu mà đo sai như vậy là anh em thay thì là ok. Như vậy là lỗi H3E là con cảm biến dây màu đen anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành thay vào thôi, thay một con 8K khác vào. Con này mình sẽ tiến hành hàn trực tiếp luôn nha, chứ không để như này đâu, để như này là lại bị đấy. Con 8K này nó ngay đây thôi. Đây, con này nó nằm ngay mép à. Con này chật quá, camera nữa đây. Con 8K nằm ngay ngay đây thôi anh em ạ. Mình sẽ thay luôn con 8K luôn. Đây, ok. Bây giờ mình sẽ lấy cảm biến này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thay con cảm biến 8K này vào nhé. Anh em giờ chỉ việc thay thôi. Anh em lưu ý là những cái đầu jack han như này nhé, đầu jack han này anh em hàn trực tiếp vào cho mình nhé. Đây, đấy, xanh lè này, xanh lè này, anh em nhớ hàn trực tiếp vào. Đây, xanh hết rồi. Đấy, anh em nếu mà không hàn trực tiếp vào thì nó bị mo ve, nó tiếp xúc không kém không tốt là nó sẽ bị mo ve và nó sẽ dẫn đến là bị sai số thì nó sẽ chạy bị báo lỗi nhé. Thì cái này giờ mình chỉ việc thay vào thôi, rồi là mình sẽ cắm lại cho anh em để anh em kiểm tra luôn, ok nhé. Ok nhé, như vậy là mình đã hàn hết lại luôn này, đó, phải đảm bảo luôn nhé, và lắp vào thôi. Anh em cứ hàn là chắc chắn nhất để tránh mo ve, và anh em nên hàn chứ đừng nên quấn không nhé. Quấn không thì nó cũng nhanh, nó trong này nó ẩm ấy, trong này nó có nó ẩm là nó cũng hay bị oxy hóa nhé. Thì anh em hàn thì nó không bị tuột, thứ hai nữa là không sợ bị oxy hóa, vì anh em nếu mà nối tay nó sẽ bị mo ve đấy. Ok, giờ chỉ việc lắp vào thôi, lắp vào và cắm điện hết lỗi H3E là được. Con này nó chập như này là cắm điện nó sẽ lỗi luôn nhé. Ok. Vậy là đã lắp xong. Bây giờ mình sẽ cắm điện anh em nhé. Cắm điện xem nó còn nháy không. Cắm là nó lỗi luôn mà. Bắt đúng bệnh rồi thì không bao giờ còn nháy anh em nhé. Điện 100 này. Đủ rất là nhiều. Không làm kịp anh em ạ. Như vậy là màn hình đã đẹp luôn. Đó. Không hề bị nhấp nháy đâu nhé. Ok, cho anh em soát lại model nhé. GR-B43F F425 lít nhé. Đời 209 đã xong, đã hoàn thiện. Chỉ có nửa tiếng thôi là anh em đã sửa xong cái bệnh này rồi. Thì video sửa cái tủ lạnh Toshiba lỗi H3E đâu ok. Cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh. Anh em nào sửa được thì hãy chia sẻ cho anh em để anh em cùng biết cách sửa chữa nhé. Mình xin dừng video đây. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh nhé.